Xin chào mọi người. iPhone 12 Pro Max và 13 Pro Max. Nếu mà phải chọn giữa hai máy này thì chắc chắn là người ta sẽ chọn mới nhất là dòng 13 Pro Max rồi. Nhưng mà đó là trước kia thôi, chứ ở cái thời điểm hiện tại vào những ngày cuối năm 2023 này thì phải nói là chưa chắc đâu nhá. Kiểu này giờ lại tự dưng lại phải cân nhắc hơn. Thế nên thì mới có video này dành cho những ai mà đang phân vân giữa hai em nó khi mà lựa chọn một chiếc iPhone dịp cuối năm sắm Tết nhá. Và chào mừng anh em tới với Kickback Channel. Trước tiên thì nhìn lại cái mức giá bán của hai mẫu iPhone này thì con iPhone 12 Pro Max hàng lai lưu nó đang có mức giá là hơn 12 triệu. Còn con 13 Pro Max hàng lai lưu đang có mức giá chênh lệch của tầm là 2 triệu 7, tức là chỉ là 14 triệu mà thôi. Và cái mức giá đó thì tất nhiên là sẽ có những cái điểm thua thọt từ con 12 Pro Max và những cái điểm ngon hơn từ con 13 Pro Max. Cái điểm mà đáng cân nhắc tới đầu tiên ấy đó chính là cái màn hình 120Hz so với chỉ là 60Hz cho con 12 Pro Max mà thôi. Thì cũng không thể là không công nhận rằng là cái màn hình 120Hz trên con iPhone 13 Pro Max nó sẽ cho một cái trải nghiệm mượt mà hơn rất là nhiều. Không chỉ là thao tác vuốt chạm hay là animation hoạt ảnh được mượt mà hơn, mà kể cả khi mà anh em lướt Facebook thôi ấy, cũng thấy rõ là cái sự khác biệt. Chưa kể là anh em chơi một vài tựa game, anh em còn bật được lên hẳn là 120fps nữa, như là kiểu tốc chiến ấy, cũng tính là một cái trải nghiệm để mà anh em gọi là đáng để trải nghiệm hơn. Nhưng mà chính cái chiếc màn hình này lại đem tới cái sự bất lợi của con 13 Pro Max so với con 12 Pro Max này, chính là cái việc mà bị xanh màn mà anh em đã quá quen thuộc rồi. Thì quen thuộc ở đây thì là đa số anh em đều biết tới, chứ không phải là mình nói rằng là anh em tất cả đều đã bị xanh màn. Rất nhiều anh em ở đây thì đang dùng con 13 Pro Max và 13 Pro tới vài năm mà chưa bị bao giờ cả. Nó thật ra thì cũng gọi là nhân phẩm thôi. Anh em nào mà bị thì cứ comment ở bên dưới xem là mình nói có đúng không nhá, hay là không bị thì cứ comment xem. Quay trở lại cái vấn đề xanh màn đi. Thì sẽ có nhiều cách chữa cháy rồi, từ câu dây đồng này, rồi câu dây song tháo, rồi tới là kích điện. Nhưng mà tới giờ ấy thì vẫn chưa có một ai dám khẳng định là có thể là fix cái lỗi này hoàn toàn, cũng như là chống bị xanh màn nhá. Ngoài cái việc là anh em thay cái màn hình mới ra thì không nói, thế nên nó vẫn bị có cái điều là gọi là ám ảnh tới rất nhiều người dùng. Và khi đó thì dù là chỉ 60Hz thôi, nhưng mà con 12 Pro Max này nó lại đáp ứng được nhu cầu của người dùng rất là tốt. Về chất lượng hiển thị thì hai màn của chiếc máy này nó không khác gì nhau cả. 12 Pro Max nó sẽ kém độ sáng tối đa thông thường một chút, nhưng mà cũng không quá là ảnh hưởng hay là quan trọng lắm với cái màn hình này, bởi vì thật ra nó rất là lành và nó sẽ không bao giờ là bị xanh màn cả. Thì đó cũng chính là một cái lý do đầu tiên mà con 12 Pro Max này tới giờ ấy, nó vẫn còn đang rất là giữ giá. Trong khi đó thì con 13 Pro Max này nó lại có đà gọi là giảm giá nhanh hơn rất là nhiều. Đâu ra cái kiểu mà cách nhau một đời mà chỉ chênh nhau có tầm 2-3 triệu như thế được. Đấy, thì đấy là nguyên nhân chính đó. Cũng chính là cái điểm mà con 12 Pro Max này nó đang có lợi thế hơn một chút so với con 13 Pro Max. Còn ngoài cái lợi thế đó ra thì đúng là cũng chỉ có cái giá rẻ hơn là con 12 Pro Max này, nó hơn được con 13 Pro Max mà thôi. Thì đầu tiên nó chính là về hiệu năng đi. Thì con chip Bionic A14 ấy thì chắc chắn là nó không thể nào mạnh bằng con A15 được rồi. Chưa kể là nó là cái thế hệ chip đầu tiên trên cái nền tảng là 5 nanomet, nên là con A14 này nó sẽ gặp cái hiện tượng là quá nhiệt và gọi là hao pin nữa. Tất nhiên thì con A14 nó vẫn rất mạnh ở thời điểm hiện tại và vẫn đáp ứng được hầu hết nhu cầu của người dùng hiện tại. Thế nhưng thì cái việc mà nóng lên nhanh và nhiệt cao ấy thì nó cũng khiến cho nhiều người dùng phản làn, nhất là anh em nào game thủ chơi game quá nhiều. Thật ra thì cái vấn đề này sẽ không quá là trầm trọng đâu, nhưng mà vấn đề thì nó vẫn là vấn đề. Với lại thì con chip này ấy, nó còn hao pin nữa cơ, trong khi thì viên pin nó cũng nhỏ hơn trên con 13 Pro Max, nên là thời lượng sử dụng pin của con 12 Pro Max này nó cũng kém hơn so với con 13 Pro Max cả tiếng. Thì đây là một con số không hề nhỏ. Nhưng mà khách quan cho đó ấy, thì con 12 Pro Max này nó vẫn đáp ứng đủ một ngày với các tác vụ hỗn tạp mà anh em nếu mà không chiến game ấy thì nó cũng rất là thoải mái. Đến với cái điểm tiếp theo mà con 12 Pro Max này nó sẽ thọt tiếp theo, đó chính là về camera. Chủ yếu là đến từ cái chụp đêm ProRes và Cinematic Mode mà thôi. Nếu mà anh em chụp thông thường ấy, thì đúng ra là con 12 Pro Max này nó không hề kém cạnh con 13 Pro Max nếu mà chụp ở điều kiện đủ sáng. Kể cả là anh em chụp chân dung hay là cận cảnh nó cũng thế thôi. Nhưng mà nếu mà anh em chụp thiếu sáng hay là chụp đêm thì con 12 Pro Max này nó lại có phần thua thọt hơn, khi mà nó sẽ thu sáng kém hơn. Chi tiết nó sẽ bị mất nhiều hơn và bị bệt. Hiện tượng mũi hạt nó cũng rõ hơn nữa. Thế nhưng cũng gọi là kém hơn con 13 Pro Max thôi, chứ không quá tệ đâu nhá. Nếu mà so sánh với những mẫu máy Android mới ra ấy, thì không hề kém cạnh đâu. Còn thua về ProRes hay là Cinematic Mode ấy, thì đúng là nó sẽ thọt hẳn hơn về công nghệ. Nhưng mà hai cái này ấy, thì đa số anh em ở đây cũng chả dùng mấy đâu. Với lại thì nếu mà anh quay thông thường ấy, thì con 12 Pro Max này nó lại còn ngon hơn với khả năng lấy nét tốt hơn so với con 13 Pro Max. Điều này thì cũng được nhiều reviewer kiểm chứng rồi, và chính mình thì cũng đã kiểm chứng rồi. Nên là đó cũng chính là lý do mà có một thời gian mình đã dùng con 12 Pro Max này quay rất nhiều cho tới khi mà con 14 Pro Max ra mắt. Bây giờ thì cũng có thể nâng cấp lên 15 Pro Max rồi. Một điểm nữa là về cái cập nhật phần mềm thì chắc chắn là con 13 Pro Max này cũng sẽ là cập nhật dài hơn 1 năm. Nhưng mà kể cả là với dòng 12 Pro Max ấy, thì anh em vẫn cứ yên tâm hơn với 2 năm cập nhật phần mềm nữa. Mà kể cả là có dừng cập nhật phần mềm đi nữa thì anh em vẫn dùng thoải mái. Bây giờ iPhone 6, iPhone 7 hay kể cả iPhone 8 người ta vẫn đang dùng mà không cần cập nhật phần mềm, nó vẫn không vấn đề đâu. Chỉ cần anh em chú ý là nó vẫn đang có là con chip đủ mạnh, và chú ý là cái viên pin của nó không để tụt quá sâu là được, tầm dưới 80% lên thay đi không là lỗ đấy.
Và đó là những cái điểm thua thọt chính dễ thấy trên con 12 Pro Max so với con 13 Pro Max. Còn về phần thiết kế thì coi như hai máy này gọi là hòa đi, bởi vì là hai máy này nó sẽ có thiết kế gần như là y hệt nhau, từ kích thước tới vị trí camera, chất liệu và kiểu hoàn thiện gần như là chẳng khác gì cả. Khác biệt thì nếu mà nhận ra rõ nhất ấy, thì là camera của con 13 Pro Max nó sẽ dày hơn và to hơn, với lại thì con 13 Pro Max nó sẽ có tay thỏ nhỏ hơn nữa. Nhưng mà cái này thì theo như mình thấy thì tay thỏ này nó cũng không quá ảnh hưởng nhiều tới cái trải nghiệm đâu, bởi vì là dù là nhỏ hơn nhưng mà khả năng hiển thị của hai bên tay thỏ là như nhau. Chưa kể nhất là con 12 Pro Max này nó còn nhẹ hơn con 13 Pro Max nữa cơ, và nó sẽ có thêm cái màu sắc gọi là xanh than. Theo như mình thấy nó sẽ đẹp hơn cái màu xanh lá của con 13 Pro Max, nhưng mà cũng tùy theo phong thủy thôi. Cũng đấy cũng là cả những cái quan của mình thôi, chứ không biết là anh em thích màu đặc biệt nào hơn của hai mẫu máy này nhỉ. Như mình thì chắc là màu xanh dương này và màu gold của con 12 Pro Max. Và anh em thì nếu mà đối với các anh em thì anh em sẽ chọn mua mẫu máy nào giữa hai chiếc máy này? 12 Pro Max thì giá nó sẽ tốt hơn, dùng lành hơn và vẫn đáp ứng được tốt gần như là tất cả các nhu cầu sử dụng của người dùng với một chiếc iPhone. Còn 13 Pro Max ấy, thì nó lại đang có một con chip mạnh hơn nữa, nó sẽ được hỗ trợ phần mềm lâu hơn, chụp đêm tốt hơn, nhưng mà nó sẽ lại có bị cái rủi ro xanh màn rất là cao. Một cái nữa là nhá, là theo như mình biết ấy, thì các dòng 13 Pro Max hàng viên ấy thì nó sẽ có tỷ lệ xanh màn thấp hơn là các dòng phiên bản quốc tế, thì anh em có thể cân nhắc mà lựa chọn. Còn về cái vấn đề lựa chọn thì cũng chủ yếu là cái việc mà anh em có chấp nhận được rủi ro không mà thôi. Theo như mình thấy thì con 13 Pro Max này nó vẫn quá ngon thời điểm hiện tại. Và đó cũng là kết thúc video rồi. Cảm ơn anh em đã xem. Hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Bye bye.